Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế và những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Nga tiến quân nhanh nhất ở Donbass. Nga đang chiến đấu với Ukraine trên từng khu phố ở thị trấn Selenov trong bối cảnh Moscow đang hướng tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Các nguồn tin tình báo mở nhận định, Nga trong thời gian qua đang đạt được tốc độ tiến quân nhanh nhất ở mặt trận miền Đông tính từ tháng 3 năm 2022, một tháng sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng. Sau đà tiến công nhanh chóng vào ngày 20 tháng 2 năm 2022, Nga đối mặt với sự chống cự mãnh liệt của Ukraine ở vùng Donbass với những khu vực chiến lược Moscow phải mất tới nhiều tháng mới giành được. Tuy nhiên, kể từ tháng 9 năm nay, Nga đã bắt đầu tăng tốc đà tiến quân ở Donbass, dấu hiệu cho thấy ưu thế áp đảo của Moscow về quân số và vũ khí so với đối thủ trong cuộc chiến tiêu hao. Trong những tuần gần đây, Nga đã bao vây các thị trấn ở khu vực Donetsk và sau đó từ từ siết gọng kìm xung quanh chúng cho đến khi các đơn vị Ukraine phải rút lui. Theo các kênh truyền thông Nga, Moscow đang áp dụng chiến thuật tương tự đối với Selenov, nơi có dân số trước chiến sự là khoảng hơn 20.000 người. Theo Reuters, Nga tới nay đã kiểm soát được 80% khu vực Donbass, trung tâm công nghiệp nặng quan trọng hàng đầu của Ukraine. Nền kinh tế Ukraine có thể gặp thách thức lớn nếu mất đi các khu nhà máy và mỏ khoáng sản dồi dào tại đây. Tới nay, Nga đã kiểm soát gần như hoàn toàn Lugansk và đạt được đà tiến nhanh chóng tại Donetsk. Giới quan sát nhận định, Nga đã tận dụng việc Ukraine dồn quân lên Kursk để bảo vệ thành quả của cuộc tấn công hôm 16 tháng 8, khiến Kiev để lộ ra những lỗ hổng trên phòng tuyến khiến Moscow có thể khai thác. Cuộc chiến kéo dài 2 năm rưỡi ở Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết liệt khi lực lượng Nga tiến quân và phương Tây cân nhắc cách thức cuộc xung đột có thể kết thúc. Ukraine muốn trở thành thành viên NATO, một bước đi mà Nga cho rằng không thể chấp nhận được. Mỹ và các cường quốc NATO chủ chốt chưa công khai ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về lời gia nhập NATO ngay lập tức. Lính Kiev bỏ vũ khí rút chạy ở Kursk. Nga thu giữ xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Ukraine gần Veselov ở vùng Kursk. Rõ ràng trong lúc tháo chạy hoảng loạn, lực lượng Kiev đã bỏ lại chiếc xe bọc thép trong tình trạng còn hoạt động tốt. Cuộc tiến công theo hướng Pokrov vẫn tiếp diễn. Sau nhiều ngày không có thông tin, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức tuyên bố lực lượng Kiev ở Zorian đã thất thủ. Điều này tạo ra những cơ hội mới cho cuộc tấn công của quân đội Nga RFAF và những mối nguy hiểm mới cho hàng phòng thủ của đối thủ. Làng Katerinivka cũng được cho là đã bị Nga chiếm giữ, theo thông tin từ lữ đoàn số 79 của quân đội Ukraine, IFU. Lực lượng Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc phản công trên không Oskin tại làng Khulyakivka gần Kubyan để ngăn chặn đối phương tiếp cận con sông. Tại Kursk, hoạt động cũng đang gia tăng xung quanh khu vực Sucha, nơi quân đội Nga đang cố gắng giành được những vùng lãnh thổ có chọn lọc ở phía đông thành phố. Họ cũng được cho là đã đạt được tiến triển theo hướng Korenovo. Quân đội Ukraine tại làng Tonsti Luk được cho là đã hoàn toàn thất thủ. Trên trục Kubyan Stavov, lực lượng Moscow giành nhiều thắng lợi, áp sát sông Oskol và tiến về thành phố Kubyan. Phát triển từ hướng Sinkivka, quân đội Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương và tham gia các trận chiến ở phía bắc Petropavlivka. Giao tranh ở khu vực này khốc liệt và căng thẳng. Đồng thời, không quân chiến thuật Nga đang tiến công các hệ thống phòng không của Ukraine ở khu vực phía đông. Những cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra ác liệt dọc theo tuyến Ivanovka, Stepova, Novoselitka, Kliska và Kolyarivka. Lực lượng Moscow đang cố gắng mở rộng vùng kiểm soát, tấn công dọc đường sắt, tập trung tập kích khu vực ở phía tây Kilivska bằng hệ thống pháo phản lực, nhiệt áp TOS. Ở phía tây Pishchan, các nhóm xung kích của Nga đánh sập cứ điểm quân đội Ukraine và gần đây đã củng cố các vị trí mà họ đánh được ở ngoại ô phía đông nam Kolenikivka. Lực lượng Kiev đang tích cực sử dụng phương tiện bọc thép hạng nặng và UAV để ngăn chặn đối phương trước những bước tiến mạnh mẽ. Thành công lớn nhất của quân đội Nga là ở Kruniakivka, nơi họ tiến sâu sau khi củng cố lực lượng ở ngoại ô Kolenikivka. Lực lượng Moscow đã tiến tới sông Oskol và tiến đáng kể về phía trung tâm của ngôi làng, xé nát nhóm binh sĩ đối phương thành hai nửa một cách hiệu quả.
Một lệnh sơ tán dân cư bắt buộc được công bố tại các khu vực bên tả ngạn sông Oskol dưới sự kiểm soát của Ukraine. Lực lượng Kiev đã cố gắng thực hiện một cuộc chống khủng hoảng bằng việc tung lực lượng đặc biệt của Tổng cục Tình báo Quốc phòng GUR vào chiến đấu ngoài ô phía Bắc Krunia-Kivka, tuyên bố rằng họ đã dọn dẹp thành công. Trên thực tế, theo quân đội Ukraine và dữ liệu về lượng mưa trong khu vực, có thể xác định rằng đoạn quay phim được quay không muộn hơn ngày 14 tháng 10. Trong đoạn phim xuất hiện sau đó, ngôi làng bị tàn phá nhiều hơn với đoạn phim trước đó, cho phép khẳng định việc tiếp tục các cuộc tấn công và mở rộng quyền kiểm soát của lực lượng Moscow. Hôm nay, Ukraine đã công bố bằng chứng mới về sự hiện diện của quân đội Nga ở khu vực Krunia-Kivka. Một cuộc tấn công bằng UAV vào xe chiến đấu bộ binh đã được ghi lại gần như ở trung tâm của khu định cư. Điều này đã vô hiệu hóa kết quả những ngày trước của đội hình Kiev, nhấn mạnh sự kiểm soát của các đơn vị thuộc tập đoàn quân xe tăng số 1 của Nga tại ít nhất một nửa Krunia-Kivka. Không quân chiến thuật Nga cũng tiếp tục oanh tạc dữ dội vào các điểm vượt sông Oskol của đối phương. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Moscow tiến nhanh chóng, ảnh hưởng đặc biệt nặng nề đến hậu cần của quân đội Ukraine trong thời gian ngắn. Ở vùng Kursk, các cuộc đụng độ vừa tiếp tục diễn ra trên toàn bộ chiến tuyến. Tại quận Gluskovo, quân đội Nga đã bắt sống một xe chiến đấu bộ binh CV-90 do Thụy Điển sản xuất gần khu định cư Veselov, tịch thu làm chiến lợi phẩm. Rõ ràng trong lúc rút chạy hoảng loạn, lực lượng Kiev đã bỏ lại chiếc xe trong tình trạng còn hoạt động tốt. Ở quận Krenovo, không có thông tin nào về hoạt động quân đội Ukraine thoát ra khỏi vòng vây ở khu vực Lubyanov. Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy các binh sĩ Ukraine vứt bỏ vũ khí tháo chạy hàng loạt và trên đường rút lui bị hỏa lực của Nga tập kích dữ dội, thương vong đáng kể. Về phía quận Sucha, các cuộc tấn công của lực lượng Kiev theo hướng Lenidovo đã bị đẩy lùi và một kho dã chiến quân đội Ukraine gần Krunetnoye đã bị phá hủy. Tại Kazakhia Novaya, những người điều khiển UAV Nga đã tấn công một chiếc xe thiết giáp chở quân của đối phương. Kênh RV Voenkory xác nhận giao tranh trên mặt trận Kursk không hề lắng xuống. Lực lượng Kiev chủ yếu ở thế phòng thủ, còn quân đội Nga đang xông vào các vị trí của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Moscow tiếp tục tấn công đánh sập các khu định cư Lubyanovka, Malaya Novaya, Loviput và Plekovo. Quân đội Nga với sự hỗ trợ của trực thăng và pháo binh đẩy lùi một cuộc phản công của đối phương ở khu định cư Leonidova. Giao tranh ác liệt vẫn diễn ra dọc con đường xanh. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 tiếp tục tấn công trong khi quân đội Ukraine lại tung lực lượng đổ bộ được trang bị đầy đủ vào phản công. Ngoài ra, còn có các trận chiến ở Nizhny Klin, Tolstoy Mido và Novoy Vanovka. Lực lượng Kiev vẫn đang trong thế phòng thủ, cố gắng ngăn chặn sự đột phá của quân đội Nga. Lực lượng Moscow cũng tấn công vào khu vực Malaya, Lognia và Plekovo, dần tạo ra sức ép ngạt thở lên đối phương. Trong ngày, Kiev thiệt hại hơn 270 người, cùng nhiều phương tiện cơ giới và vũ khí trang bị. Nga tấn công Ukraine bằng UAV từ nhiều hướng khác nhau. Không quân Ukraine cho hay, tối 19 tháng 10, hàng loạt UAV tấn công của đối phương di chuyển từ nhiều hướng khác nhau. Vào lúc 21 giờ 17, báo động không kích đã được ban bố ở Odessa và Nikolaev. Từ 21 giờ 43 phút tới 23 giờ 54 phút, UAV Nga được ghi nhận ở Donetsk, Dnepropetrovsk, Odessa, Nikolaev, Dnieper, Rabozitsia, Sumy, Chernihiv, Vinnytsia, Krovograd, Poltava, Cherkasy, Mikhailovka, Kiev và Khmelnytsky. Sau nửa đêm, không quân Ukraine liên tục cập nhật đường bay của UAV đối phương ở nhiều nơi. Đến 3 giờ 45 phút ngày 20 tháng 10, hầu khắp lãnh thổ Ukraine vẫn còn đang nằm trong mối đe dọa. Cách Nga đánh lừa UAV Ukraine. Quân đội Nga đã và đang sử dụng hình nộm để đánh lừa UAV góc nhìn thứ nhất của Ukraine. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, hình nộm mặc quân phục Nga đứng dựa vào lốp xe trong khu rừng với một hình nộm trông như đang điều chỉnh hệ thống phóng rocket. Kier Jin, một chuyên gia về Nga tại tổ chức nghiên cứu Chatham House, Anh, cho biết hình nộm phù hợp với xu hướng chiến sự đang ngày càng mang tính cá nhân hóa hơn, tức là UAV sẽ được sử dụng để săn lùng từng binh sĩ dưới mặt đất. Dù chiến sự Nga-Ukraine trở thành bãi thử cho các công nghệ quân sự tiên tiến, nhưng các biện pháp đánh lừa vẫn được xem là công cụ hiệu quả khi đối phương tốn kém vũ khí và khí tài. Trong một cuộc chiến tiêu hao, bên nào có thể duy trì lợi thế về tiềm lực quân sự sẽ là bên chiếm được ưu thế. Các bên trước đó đã tích cực sử dụng vũ khí mồi nhử để đánh lừa đối phương,
thường tập trung vào các thiết bị lớn như xe tăng và máy bay. Với ứng dụng của công nghệ hiện đại, mồi nhử ngày càng được chế tạo tinh vi hơn, có khả năng đánh lừa đối phương. Một số vũ khí mồi nhử thậm chí còn được gắn một số thiết bị phát tín hiệu radar. Mồi nhử giờ đây phải trông giống thực sự để đối thủ phải tốn vũ khí để tấn công. Trước đó, Ukraine cũng từng dùng hình nộm để đóng giả binh sĩ đánh lừa Nga tại Kherson. Hai bên cũng tích cực sử dụng vũ khí mồi nhử như hệ thống pháo, xe tăng, hệ thống phòng không để đánh lạc hướng đối phương. Đôi khi mồi nhử cũng có tác dụng khiến đối thủ bị nhầm lẫn, đoán sai chiến thuật. Ví dụ, việc triển khai vũ khí giả ở một hướng có thể làm đối phương bị lừa rằng sẽ có mũi tấn công ở phía đó.